Hello, xin chào anh chị em khách hàng. Lại là Liêm đây. Thì hôm nay bên Liêm mới làm xong cái gọng kính dẻo Nikon đó, rồi ráp chồng độ cho khách hàng đây ha. Một bên cận và một bên viễn. Thì khách hàng mắt bên này hơi ngộ chút xíu là một bên cận và một bên viễn ha. Thì bên Liêm vẫn làm. Đây là cái gọng dẻo của Nikon nè. Mọi người coi cái gọng dẻo bên Liêm làm. Mọi người coi thấy rất là dẻo đúng không? Vừa dẻo cầu vậy. Cái này gọi là cầu kính nha. Dẻo cầu nè, này dẻo càng luôn ha, càng kính nó dẻo, mọi người coi, cái form rất là dẻo ha, lên cái vấn đề mà ví dụ như là lỡ mình bỏ cái kính này trên cái ghế sofa, mình ấn vào nó sẽ không sao ha, nó vẫn trở về cái hình dạng ok, vĩnh vào, lỡ mà có ngồi ép vào thì không sao hết ha, đây đây vẫn như vậy. Mình không đừng mình vẽ xuôi như vậy không vấn đề gì nha. Đó, 180 độ nè, từ điểm này cho tới đây 180, bên này cũng vậy luôn ha. Đó, bên này cũng vậy, mọi người coi đó, đó còn dẻo cầu, mọi người coi rất là đẹp ha. Đây là hàng của Ni, cây màu xám của Nikon ha, rất là đẹp, hàng lại tốt lại một ha. Chất chất sơn rất là dày và bóng bẩy, mọi người coi nè. Cực kỳ ha, liên quay cận cảnh là cho mọi người coi cái độ bóng của cái kính ha, cái sơn nè, mọi người coi rất là mỏng nhẹ, mọi người đeo lên cái khuôn mặt mọi người sẽ cảm thấy rất là nhẹ nguyên ngày. Trong quá trình mình chạy xe hoặc là sử dụng mình đeo kính độc báo mình sẽ không bị mỏi mắt và không bị tì vào hai cái sống mũi ha, để lại vết hằn. Thì bên Liêm là người chuyên đo mắt và luôn Liêm là chuyên làm kính luôn cho khách hàng đó, vừa đo mắt vừa làm kính luôn. Thì mình sẽ hiểu được tất cả những vấn đề mà khách hàng gặp phải khi mà làm ra một cái kính ha, và khách hàng sử dụng kính ha. Chứ bên Liêm là chuyên đo và Liêm làm luôn, chứ không có chia ra là chỉ có đo mắt không và không có làm kính ha. Liêm là chuyên đo mắt luôn và làm kính, thì Liêm sẽ hiểu rõ được tất cả các vấn đề để làm khi mình làm ra một cái kính cho khách hàng xem. Lâu ở đây là cái hộp bên Liêm làm cho khách hàng đây. Kiểu dáng rất là đẹp, lớp da rất là bóng bẩy ha. Lấy hộp này hộp Liêm tặng khách hàng á, mỗi khi mà khách hàng sử dụng kính đó, vừa làm chồng và mua gọng bên Liêm luôn đó, rất là đẹp. Cái này là khắc laser rất là sắc nét ha. Đó, mọi người coi lớp này rất là đẹp, rất là chắc chắn ha, rồi so rất là đẹp, nói chung là hàng đẹp, da mình cầm lên là mình biết là chất xịn này ha. Đó, mọi thứ ok. Đây là cái gọng dẻo của Nikon đó. Mọi người coi này đó, nó sẽ có đi theo, mọi người thấy không? Kính này Liêm làm rất là nhiều và Liêm gửi cho khách hàng ở bên miền Bắc luôn ha, ở bên miền Bắc, miền Nam và miền Trung luôn. Thì Liêm cũng làm qua kính này rất là nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần Liêm về hàng thì khách hàng mua sử dụng thì Liêm cũng quay lại cho mọi người xem. Có những cái clip mà Liêm quay lâu rồi, nhiều lúc nó hết hàng rồi nha mọi người, tại vì mình mua bán liên tục á. Đó, thì nó không phải lúc nào mình cũng có mẫu mẫu đó ha, thì dù thời trang mà qua đợt rồi thôi, nên anh chị em cũng cố gắng và hiểu và thông cảm cho Liêm nha. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.